Trong cuộc phỏng vấn gần đây, tướng Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay, ông nghĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản, SDF, sẽ rất quan trọng trong bất kỳ tình huống bất ngờ ở Thái Bình Dương, cho dù trường hợp đó có liên quan đến Đài Loan hay không. Ông Milley nhận định SDF là một lực lượng khu vực có năng lực, có thể tương tác với quân đội Mỹ vì chúng tôi luôn huấn luyện cùng nhau. Ông nhấn mạnh rằng SDF và Nhật Bản, với tư cách là một quốc gia, sẽ là chìa khóa cho mọi tình huống bất ngờ. Tướng Milley đã gặp những người đồng cấp của ông trong SDF và quân đội Hàn Quốc ở Hawaii trong tháng này. Sau đó, ông đã đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn mới, tướng Milley cũng thảo luận về quân đội Trung Quốc. Họ là một thách thức, hoặc họ muốn thách thức Mỹ trên biển, trên không, trên bộ, trong không gian và không gian mạng. Và họ đang phát triển năng lực quân sự rất nghiêm túc để làm điều đó, ông Milley nhận định. Lưu ý đến vai trò của Mỹ trong việc xây dựng một trật tự dựa trên luật lệ kể từ Thế chiến II, tướng Milley cho hay, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa xét lại, muốn sửa đổi các quy tắc đó để đưa các quy tắc của riêng họ vào với tư cách là một cường quốc vì lợi ích của chính họ. Tướng Milley cho hay các lực lượng đặc nhiệm đa miền của Mỹ có thể là phản ứng hiệu quả đối với các tàu chiến Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, Biển Đông và các khu vực khác. Các lực lượng đặc nhiệm đa miền của Mỹ được trang bị nhiều khả năng trên phạm vi rộng như hỏa lực tầm xa, phòng không, tình báo, chiến tranh mạng, tác chiến điện tử và hỗ trợ hậu cần. Những đơn vị này vừa hoạt động linh hoạt trên bộ, vừa có thể lẩn tránh các đợt tấn công của địch. Chúng tôi muốn các lực lượng đặc nhiệm đa miền này có thể hoạt động từ nhiều địa điểm khác nhau trên đất liền với các tàu sân bay không thể chìm, tướng Milley nhấn mạnh. Tuy nói rằng chưa có gì được quyết định, tướng Mỹ Milley gợi ý Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á là những điểm đến hoạt động khả thi ở châu Á, theo Nikkei Asia. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.